Lan Vy xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Vy đi thăm người vô gia cư. Bây giờ xin mời các bạn cùng với Lan Vy đi thăm người vô gia cư nha các bạn. Anh Đậu ơi, em chào anh Đậu. Ok, chào cô, chào. Dạ. Anh Đậu khỏe không? Ok, khỏe cô. Anh đang làm gì anh Đậu? Đang tìm đồ chơi. Tìm đồ chơi đó. Người ta cho gì tiền ta chơi chứ. Mấy đồ này người ta cho anh đó hả? Cho gì vậy anh Đảo? Coi như gọi là cốt mê địch á. Mấy cái đồ ăn khô ha. Với lại bao tay đồ để mà cho nó ấy đó. Với lại đồ giớ mùa đông. Dạ. Ok. Anh Đảo có nhiều người thích anh Đảo ca lắm anh Đảo. Hả? Trời ơi trời. Tưởng đâu thích là ok chiêu à. Anh Đậu ca nghe anh Đậu ơi. Ok. Dạ. Nhỏ. Ăn mang luôn nhớ mùa đông vô đàng hoàng. Thay vớ anh Đậu bị ướt rồi hả? Ồ, không phải ướt nhưng mà phải thay hai ngày phải thay chứ không là không được. Hai ngày anh thay vớ lần hả? Ai ngày odometer này cõi đây là liền liền chứ không có anh Đậu xài sang quá ha, chị nhớ là không có giặt ha. Không có giặt hai ngày cõi đây. Hai ngày là cởi ra. Cởi ra rồi thay lần. Ok, muốn thì Đậu sẵn sàng, không có cái gì mà mắc cỡ hoặc là như thế nào á. Cái điệu thì ok giống nhau, nhưng mà cái lời đó là khác. Đậu tự lựa cái lời của Đậu để mà ráp lại thành một bản nhạc. Nếu anh như là em đó, là cái tựa đề đó, là Đậu lấy cái tựa đề là nếu anh như là em, là cái bản nhạc tên là như vậy đó. Thì điệu thì giống nhau nhưng mà cái lời đó là Đậu sẽ hát cái lời của Đậu, sáng tác cái lời của Đậu đó. Nếu anh như là em, anh sẽ làm mọi người mến thương, dù cho em thế nào có mấy ai dễ thương bằng em. Mới quen nhau mà thôi, sao bây giờ mình đã vội thương. Bà còn đang trong làng, có mấy ai hiểu anh bằng em. Thắng hay thua tùy anh, nhưng bạn bè em muốn nhìn xem. Bà còn đang trong làng, có mấy ai thử cho mà coi. Lối đi sang nhà em, sao bây giờ họ cũng rào luôn. Bà còn đang trong làng, có mấy ai chỉ cho giùm em. Tăng 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 tăng. Đó là cái điệu nhạc, là cái lời Đậu sáng tác ra là như vậy. Cũng như là không có nhanh gì mấy mà cũng không chậm gì mấy, cũng như xốp xốp vậy thôi đó. Thành ra là Đậu thích hát nhạc là bolero với là những bản nhạc sưng đồ của Hoàng Thi Thơ rồi đó. Thành ra là ok. Có những chiều hôn trời nghiêng nắng xuống đầu non, nắng xuống làn thôn làm cho đôi má em thêm đòn. Lúa đã lên bông, mắt già trời sáng chờ mong. Tiếng hò cô lái bên kiều lòng, chiều hôm nay quay gót bước phiêu du, về thăm sớm để vui trong ngày mùa
gạt gạo cây trồng cho trong mái lá bờ tranh tranh cô gái lá lê lê tê 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 tê. Đó là chẳng hạn như những bản nhạc của Hoàng Si Tơ, nhạc quê hương đó, thì Đậu cũng thích lắm. Còn là Trịnh Công Sơn đó thì cũng có nhiều bản, cũng có rất là nổi tiếng, chẳng hạn như nhạc phản chiến ví dụ vậy. Người nói gì nhạc buồn đó thì Vũ Thành An 10 bài không tên coi như là, còn không biết cái bản của Miên Đức Thắng hay là Ngô Thị Miên gì, nếu mà người nào biết thì cho đã biết. Chẳng hạn như nếu là chim là tôi sẽ loại một cái trắng đó. Nếu là hoa tôi sẽ là một đó hơn hương thơm, nếu là mây tôi sẽ là một vòng mây ấm, nếu là người thì tôi xin chết cho quê hương đó. Là đạo sức cái khúc đó, nếu là người thì tôi xin chết cho quê hương chứ không có chết cho bất cứ một cá nhân nào đó. Xem cùng điệu rồi ok, và đạo sáng lát bất cứ cái bản này là muốn thứ gì thì em cứ nói đó, thành ra là ok. Tại sao đậu hỏi đậu lại bỏ những bản nhạc mà có dấu hỏi, có nghĩa là tại vì coi cũng như mà để cho bác quật hai bên kia coi thì, rồi bên kia là nếu em như là anh là coi như cũng có người rất là nhiều người ở đây hát hay lắm cô, nhưng mà tại vì người ta chưa có cơ hội để mà đi ca hát những nơi mà văn nghệ rồi coi như là tập trung lại đó, cộng đồng của mình hay là như thế nào đó cô, thì thành ra là ok. Rất là nhiều ca sĩ ở đây rất là, tại vì nhờ người ta luyện đó là có dàn karaoke đó, ở trong nhà là cứ mở lên là dù muốn dù không cũng mua được, không được cũng sẽ bằng được đó, thành người ta tập từ chỗ đó ra thành ra là có âm thanh trong đồ nó dịu dàng đó. Còn đầu thì quá xịn rồi. Và nói về âm nhạc thì cũng dài điệu đơn sơ đó. Thành ra là cũng biết chút ít về âm nhạc, thành ra là ok. Super Waffle là gì? Là tiếng trống, gọi là tại sao gọi là Super Waffle. Những cái điệu bolero là người Việt Nam, là điệu của Việt Nam là đánh tiếng trống là coi như là nó phải hai chân và hai tay coi như là di động đó. Thành ra cô biết khi mà xét cái tiếng trống rồi đó là coi thử coi người ta nghe cái tiếng trống là có ấm cái lỗ tai không, hoặc là có cái gì mà tăng thêm hoặc là giảm bớt, thí dụ như là mà, hay là tiếng trống gì là tạm được hay là quá hay, thí dụ vậy. Là đương nhiên trong vòng một tuần đầu, hai tuần đầu là đậu biết là sẽ có kết quả. Thành trước khi đậu rời khỏi nơi đây là đậu cũng phải chỉ lại training chờ hay là bất cứ một người nào thích về âm nhạc đó, đậu sẵn sàng ngồi lên bộ trống coi như là nhịp theo cái liệu của bolero của mình là như thế nào đó. Tại vì điệu bolero của mình là rất là dễ hát chứ không có gì hết đó, thành ra là nhưng chưa có nghe tiếng trống mà cho nó đẻ cái lỗ tai, hoặc là có người nào mà coi như là đánh tiếng trống mà rõ ràng điệu bolero chưa, đậu chưa nghe bao giờ. Thành ra là đậu cũng chuẩn bị Nike run shoe coi như là đó, ăn mặc như thế nào đó là tùy ấy, nhưng mà là ngồi lên bộ trống coi như là nhịp, coi như là nó ra có cái điệu đàng hoàng coi như là đó, rồi tiếng solo như thế nào nó sẽ ra cái nét tiếng solo mười mấy tiếng coi như là ra solo, và đánh solo coi như là đậu nêm nào đó là ngồi trên bộ trống đánh solo là được là 24 tiếng đó. Đậu tính là solo 8, 16, 24 đó. Thì bolero Việt Nam mình dễ hát là cái thứ hai nữa, ai cũng thích nhiều bản nhạc xưa á, bolero á, thành ra là ok. Anh Khánh. Dạ anh Khánh. Anh chợ chỗ này cũng lâu rồi. Vậy hả, anh ở bao lâu rồi? Ở đây ở cũng mấy năm rồi, lần trước thì ở bên kia nhưng mà dọn bên này. Dạ. Buổi tối thì lạnh, cũng lạnh, nhưng mà nếu mà làm cái nhà đàng hoàng thì nó, nếu mà nó không dột á. Dạ. Thì có mền thì nó cũng ok.
Dạ. Nhưng mà cái tuần trước không có mấy tấm bạc đó. Dạ. Giờ nó dột ở trong mưa, ở ngoài cũng mưa luôn. Dạ. Thì mới xin anh chị đó. Thì Phượng không biết ảnh tên gì cũng quên rồi. Tên Phượng, Phượng Cali á ha. Với lại ảnh không biết ảnh tên gì đó. Anh chị. Anh đó anh Tony. Anh Tony rồi mới xin anh chị hai cái tấm bạc đó. Dạ. Che lên trên rồi bây giờ nó rất là đỡ mưa, nó không dột nữa. Dạ. Bởi trong giờ nó ok rồi. Dạ. Còn lúc trước cái tấm này cũng đi xin thì anh bị mục á. Dạ. Anh mới giá vô nè. Dạ. Đó. Rồi à, bây giờ thì rất là good rồi. Giờ anh có đi làm gì không ha là? Bây giờ anh đang bị bệnh. Ồ. Oh. Anh bị bệnh mà bị bệnh ruột nè. Dạ. Bởi vì anh mổ 5 lần rồi. Ồ. Oh. Mới 5 rồi, lần cuối cùng đó là lần thứ 5 đó. Dạ. Mà bệnh nặng lắm, bây giờ cũng đỡ rồi, đang uống thuốc. Dạ. À, chứ đi làm mà đi làm không được. Bụng nó mổ từ đây đến đây luôn. Dạ. Dạ. Mà hồi trước anh có vợ con gì không? Có vợ, có hai đứa con đàng hoàng. Vậy hả? Dạ. Giờ con anh ở đâu rồi? Giờ thì bây giờ nghe nói bà xã nó bán nhà rồi cũng dẫn hai đứa đi từ bang khác rồi. Bởi vì anh muốn gặp nó không gặp cũng được. Ồ. Rồi giờ không biết hai đứa ra sao. Dạ. Rồi anh cũng mong một ngày nào anh có thể anh gặp lại hai đứa phải không? Dạ. Đó là niềm hy vọng của anh. Dạ. Ok. Anh cũng nhờ hội với lại bà con trên thế giới này có ra có thể mà giúp anh biết về tin tức hai đứa đó. Lâu lắm. Dạ. Mà anh có về anh thăm gia đình, nó nói là bà xã mày với hai đứa nhỏ bán nhà đi qua bên tiểu bang Texas gì đó, mà anh không biết có phải không. Dạ. Anh chỉ nghe vậy thôi. Dạ. Đó từ đó là anh đi mất liên lạc luôn. Dạ. Cũng lâu lắm rồi, mười lăm năm có. Ngoài đường nó có nhiều rất là nhiều khó khăn. Dạ. Bởi vì mình cũng phải sao để mà sống cho nó qua ngày, phải không? Dạ. Dù nó vậy đi mình cũng chịu rồi. Dạ. ngày nó cũng qua đi. Dạ. Rồi mình cũng quen thôi. Dạ. Mà ở đây có khi nào mà bị cảnh sát đuổi không anh? Nó không cảnh sát thì nó không đuổi, nhưng mà cái tụi mà CD đó. Dạ. Nó xuống nó có đuổi mấy lần rồi, mình cũng dọn đi, nó cũng lấy, nó cũng phá hết trơn. Dạ. Rồi sau đó thì tuần sau thì mình cũng dựng lên lại có mấy lần rồi. Dạ. Rồi nó xuống nó làm thế rồi cũng dựng lên lại rồi. Rồi cái chỗ này cũng bị cháy mấy lần rồi. Dạ. Anh cũng mới làm cái trò này lại khoảng mấy tháng nay à. Dạ. Rồi trước là cháy rụi hai ba cái bên này luôn. Dạ. Là cháy lần thứ ba rồi đó. Dạ. Hả? Dạ. Thì cái mộng của anh này, anh thích hớt tóc lắm. Anh hớt tóc là xưa nay. Anh làm nghề hớt tóc. Anh không có bằng, nhưng mà anh hớt hoài à. Dạ. Anh hớt nhiều lắm. Dạ. Mà anh ước gì anh có một cái phòng để đi mướn á, để anh mở cái phòng hớt tóc đó. Dạ. Rồi hớt cho người ta 5 đồng cũng được, ngày được nhiêu được. Dạ. Mà cái ý nguyện của anh thôi, đó là nhiêu. Dạ. Cũng vậy nóng. Hả? Cái lò ga đó em. Dạ. Thì mình muốn ăn mì gói hay gì mình cũng nấu nước nóng rồi. Rồi có gì lên mình bỏ kiếm cái nồi để gì mình làm cũng làm được, không sao. Anh đi vượt biên năm 82 rồi đó, cũng còn nhỏ lắm. Vậy hả? Đó cũng khoảng mười mấy tuổi à. Dạ. Vậy á là có Medicare hết dạ, hả anh? Dạ, thì nếu mà mổ thì có chính phủ nó đài thọ, mình không trả đồng nào. Dạ. Nó là Phước Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó. Dạ. Nó gần Vũng Tàu thôi, chỉ qua cái cầu thôi. Dạ. Dạ. Nó cũng thuộc về huyện Vũng Tàu chứ. Má anh năm nay khoảng nhiêu tuổi rồi ha? À, anh nghĩ khoảng 80 rồi. 80. Bà anh thì cũng ra đây cũng đông lắm, cũng giống như hoàn cảnh anh vậy thôi, anh em cũng thương nhau. Dạ. Sống đồng bào mà lẫn nhau. Dạ. Đó cũng nói vòng đi thôi, chứ người đàng hoàng người ta đâu có dám nhìn mình đâu. Người ta gặp mình thì người ta cũng như nhìn như người ta không thấy mình. Dạ. Anh nói thiệt. Bởi giờ anh không muốn gặp ai hết trơn á. Dạ. Gặp người dân anh còn mừng hơn. Dạ. Gặp bạn bè bà con gì nọ thì người ta gặp mình, người ta thấy người ta không gặp gì thôi. Dạ. Video của Lan Vy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Lan Vy đi thăm người vô gia cư. Lan Vy cầu chúc các bạn được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.